Độc lạ Việt Nam Idol, lộ diện những giọng hát đặc sản chỉ có tại vòng casting Việt Nam Idol 2023. Vâng, mình vừa thể hiện bài Tòng Phu và sau đây mình xin thể hiện một đoạn ngắn của bài Tòng Phu ạ. Vì quang xí hay vì em đã yêu vội vàng, vì ca tương lai nên là em chờ đợi kiêu mang. Một nụ hôn thơ ngây, đôi vai phải chịu khinh bạc, giờ mang thêm đau thương vì con kẹp phụ. Đây là lần đầu tiên gặp anh Khoa mà em thấy là giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tan tan tình tan tình 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 tan tan tan. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tan tan tình tan tình 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 tan 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 tình. I'm sitting here in the boring room. It's just another Sunday afternoon. I'm driving my car, got nothing to do. I'm hanging around. Em có cái gì mà làm người ta mê đắm mê đuối vậy? Nghe trong lòng như cuồng quay từng lời ngọt ngào mê say. Em cho hồn tôi mộng mơ dại khờ mà người đâu hay. Chắc em là thiên thần ngỡ từ đâu rơi xuống. Giờ đây chẳng thể nào nghĩ suy, lòng ngập tràn bóng hình em. Come on nào đừng vội đi, hãy đến bên anh này.